Ừ, xin chào tất cả quý anh em nha Thì tình hình là à, nồi của Rim Thái là đạt đang quá tải nha anh em nha Cho nên là sẽ không nhận đơn sĩ trên 20 bộ nữa nha Thì anh em nào muốn mua thì đạt chỉ nhận đơn dưới 10 thôi Tại vì đơn trên 20 bộ bây giờ là đạt không thể đủ cung cấp cho anh em nữa rồi Tại vì hôm qua đã có một ăn, hai ba anh là đặt mấy trăm bộ, một hai ba trăm bộ rồi. Bây giờ số lượng nó còn không có nhiều. Cho nên đặt ngưng không nhận đơn sĩ nữa nha anh em nha, chỉ nhận sĩ dưới 10 bộ thôi thì tính giá bớt bớt cho anh em chút xíu thôi chứ còn mà nhận giá xỉ trên hai ba chục bộ là không nhận nữa nha anh em thông cảm giúp mình tại vì cái số lượng nó có hạn đó thì nồi rim thái thì anh em cũng biết rồi nên bán thì cam kết chính hãng cho anh em cam kết đúng bố nhật cho anh em nha Được. thì giá nó rất là tốt một triệu chín năm mươi anh em nào mà chúng ta có cần thì liên hệ với vay shop nha thì nói chung hàng hóa thì cái nào mà xỉ nhiều thì mình vẫn báo nha anh em xỉ nhiều còn một số món bây giờ nó không có xỉ được nữa thì mình chịu thua. Tại <laughs> vì tình trạng bây giờ cuối năm rồi anh em, cho nên là hàng nó về không có kịp mà bây giờ mình nhận nhiều quá đơn về không kịp để để giao cho anh em là chết. Cho nên là mong anh em thông cảm nhá, mình chỉ nhận đơn dưới 10 bộ thôi, 10 bộ trở xuống thôi. Còn mấy đơn hai ba chục bộ này mình ngưng nha. Cho nên là hôm qua cũng có một số anh em hỏi mình về xỉ thì mình xin tạm hết báo hết hết mã nồi nha còn mấy mã khác thì vẫn còn nồi rim quay thì mình tạm hết nha đặc biệt là nồi rim luôn bây giờ rất là khan hàng rồi thì anh em nào mà muốn mua lẻ thì mình vẫn nhận còn mua sĩ thì chỉ dưới 10 bộ thôi nha đấy thì cái này lưu ý giúp mình để mà anh em chúng ta mua hàng về đỡ bị chậm trễ giao cho khách nha đó cảm ơn quý anh em rất là nhiều thì cuối năm cái vấn đề hàng hóa thì mình cũng thông báo sớm cho anh em để nhưng mà anh em những cái anh em nào chúng ta có cần hay là chúng ta có thắc mắc gì thì thì anh em cập nhật được sớm tại vì tình hình hàng hóa cuối năm thì có một số mã là nó không có nhập nữa rồi một số mã thì nó nhập rất chậm một số mã thì nó vẫn bình thường cho nên là mã nào mà nó hết hoặc là nó chậm thì mình sẽ báo sớm anh em nha để cho anh em yên tâm rồi cảm ơn quý em rất là nhiều hẹn anh em vào những video tiếp theo nha